Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Hôm nay thì mình sẽ mời các bạn cùng với mình trải nghiệm một cái phần mềm mới đến từ Google. Nó có tên là Duo. Nghe vần thế, rapper à? Cái phần mềm này thì mấy hôm trước mình làm Hôm Nay Có Gì Hot thì mình đã đọc bản tin về nó. Và hôm nay thì mình cũng muốn đao thử để xem dùng như thế nào. Nghe đồn là bé này thì là đối thủ của cả FaceTime, các thứ. Nó có thể chạy trên cả hai điều hành là iOS và Android. Cách thức hoạt động của nó thì khá là đơn giản vì đây là một phần mềm mà Google vừa mới giới thiệu. Thế nên là vào cái thời điểm hiện tại khi mình vừa mới trải nghiệm thì mình thấy rằng là nó có đúng cái chức năng đó là video call. Hình như còn không có cả gọi nhóm cơ. Đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn vào cái giao diện của nó một chút. Giao diện của nó thì rất đơn giản, đúng không? Có phần camera ở trước này, nó hiện rõ mặt của chúng ta. Ở trên này thì chúng ta sẽ có một số những cái phần như là setting hay là feedback. Chúng ta sẽ phần setting nhá. Chúng ta có một cái tính năng rất là nổi bật, đó chính là knock knock. Cái đoạn knock knock này thì sẽ cho chúng ta biết là ai đang gọi. Cái này thì không phải là đơn giản là các bạn giống như kiểu gọi điện bình thường nhìn danh bạ là mình biết, mà cái này nó còn cho phép chúng ta nhìn trước cái camera của người đấy cơ. Tức là xem người đấy đang làm cái trò gì, ví dụ có đang hóa trang thành ma để gọi chúng ta hay không, hay có đang hép sách với ai hay không. Đấy, kiểu thế, để mình có biết, mình biết đường là mình dập đi. Và để cái chức năng hoạt động được thì cái người mà gọi cho bạn ấy thì người ta phải có trong danh bạ của bạn, còn nếu như không có chúng ta không thể thực hiện cái knock knock này được. Chúng ta có một cái tính năng là giới hạn cái dung lượng điện thoại chúng ta sử dụng, ví dụ là dung lượng 3G, 4G nó sẽ giới hạn cho chúng ta để nó không bị tiêu tốn quá nhiều tiền vào cái này. Chúng ta có một cái phần là dành những số chúng ta khóa lại này, ví dụ như là ai mà chat sách thì khóa lại ngay, không ngay ho gì cả. Chat sách là một cái chúng ta nên từ bỏ, xem sách thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái phần feedback này, chúng ta sẽ gửi lại cho Google để Google cải thiện hơn. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện thử một cái cuộc gọi với cả một reviewer rất là nổi tiếng. Đó chính là bạn Tony Phùng. Nào, để gọi cho Tony Phùng nào. Con lợn này đang làm gì đây? Ayo, what up? Ayo, what up? Xin chào Tony Phùng. Quay luôn, làm việc nó phải kiểu thần tốc thế chứ. Xin mời bạn Tony Phùng có một vài lời chào đến khán giả của S Channel cái nhỉ. Hello, xin chào các bạn. Sẵn tiện đây thì cho các bạn xem cái. Đây, các bạn, bạn Tony Phùng đang cho chúng ta xem văn phòng làm việc của bạn ý tại ClickBuy. Đây là một phần gái của bên ClickBuy. Rồi, nghe đồn năm nay, nghe đồn thời gian này ClickBuy đang đầu tư vào gái nhiều lắm. Có đúng thế không, Tony Phùng? Bây giờ là chúng ta phải đi phục vụ khách, thế nên chúng ta có một dàn chân dài. Được, chuẩn. Thế tình hình là cho mình hỏi là bạn Tony Phùng nhận điện của mình là bằng wifi hay là 4G ấy nhỉ? Hay 3G gì nhỉ? Mình có điều kiện nên mình chuyển lên 4G rồi. Chuyển lên 4G? Mình có chưa có 4G nên dùng, phải dùng wifi, đúng không? Thế này là chất lượng có vẻ ổn phết nhỉ? Thế Tony Phùng trải nghiệm phần mềm này thì cho một vài đánh giá đi, để cho tôi đánh giá, không thì nó chủ quan quá. Ông đánh giá cùng đi cho nó khách quan. Tôi đang dùng S7 với cả 4G ấy, thì cái mạng 4G này nhanh nên nó truyền hình ảnh rất là tốt. Quan trọng là cái chất lượng hình ảnh ok này, tôi thấy lấy sáng được. Ok, đúng. Tôi chưa bị giật lag một tí nào luôn. Đúng rồi, từ nãy giờ nói chuyện với ông thì tôi thấy khá là ổn, mà kiểu như là dùng nó còn hơi, nó còn cảm giác nó còn tốt hơn cả FaceTime với các thứ luôn ấy. À, rồi FaceTime thì đây. Cái gì còn đây? Tôi xài FaceTime từ cách đây khoảng 2 ngày tại vì nó rất là lag rồi. Đó. Đấy là các bạn có thể xem là đây là một trong những đánh giá rất là đáng tin từ một reviewer có lượng dislike lớn nhất Việt Nam, anh Tony Phong. Thôi nhá, tôi bận rồi, nói chung là lợi dụng nhau tí thôi, kiếm tí fame mà để thêm tăng lượt view thôi. Cảm ơn Tony Phong nhá. Cảm ơn Tony Phong. Xin chào bạn. Bye bye. Và đó là một cái đoạn video mình đã chạy thử cái phần mềm Duo này với bạn Tony Phùng. Và các bạn có thể tự đánh giá cái chất lượng. Ý kiến đánh giá của mình thì mình thấy rằng cái phần mềm này nó mặc dù là cái phiên bản có thể như là vẫn chưa chính thức đâu, nó còn quá ít những cái tính năng, nhưng mà cái chất lượng của nó gọi thì rất là ổn định. Mình gọi bằng wifi và bạn Tony, bạn ấy nhận cuộc gọi của mình bằng 4G. Tuy nhiên là cái chất lượng dịch vụ của nó phải nói khá là tốt, không hiện tượng giật lag gì cả, rất là ngon, đúng không? Cái chất lượng hình ảnh thì mình đem lại thì rất là ổn định, như kiểu là mình xem camera trước của người ta luôn ấy, rất là tốt. Và còn cái gì nữa nhỉ? Tuy nhiên thì nó vẫn thiếu những cái tính năng, ví dụ như là gọi nhóm. Ví dụ bây giờ mình muốn gọi Tony Phùng hay gọi thêm một bạn nào đấy nữa thì chịu. Đấy, có lẽ là cái này thì Google cần khắc phục trong tương lai. Và mình tin là chắc chắn là nó sẽ có thôi. Chất lượng thì mình thấy nó giống Google Hangout ngày xưa ấy. Nói chung kiểu thế, rất là đơn giản, dễ dùng. Và đây là một video chúng ta trải nghiệm rất là nhanh phần mềm Duo. Các bạn nghĩ gì về cái phần mềm này? Các bạn thấy nó hay ho hay không? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở phần comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi. Để thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chắc phải đi xin lỗi Tony Phùng đây. Lượng dislike ở Việt Nam quá đáng vãi đái.